Hello, xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục có thêm một cái video nữa giới thiệu với anh chị với bác mình một số cái sản phẩm túi xách đang có ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Đầu tiên, ở trên bàn của em thì đang có một cái ví đà điểu. Ở ví này thì em thấy là nữ xài nó sẽ đẹp anh chị nha, tại vì cái form với cả cái màu á thì em thấy là các chị mình xài mới phù hợp anh chị nha. Các anh thì em thấy là nên xài những cái sản phẩm ví da bò này kia thì nó sẽ đẹp hơn. Ở ví này là da đà điểu ha, và da đà điểu da khủng như vậy luôn, rất là xịn sò. À, bên ngoài thì độ mới cực kỳ cao như vậy nha anh chị. Đấy, góc cạnh thì dường như chưa có ai sử dụng hết và nó full đà điểu hết và không có phối da bò chỗ nào hết luôn, cực kỳ đẹp nha. Kích thước của cái ví này á, thì nó sẽ được có là 18.5 nhân với lại 10 và nhân với cái bảng của nó sẽ là 3 cm á. Cái này thì các chị mình ví dụ như mình đi tiệc tùng này kia thì mình không có muốn xách túi thì mình có thể cầm cái ví này, tại vì nó không phải là quá nhỏ ha, mình cầm cái ví vậy thôi cũng được, cũng làm duyên rồi anh chị. Mình để cái điện thoại vô đây cũng vừa luôn. Rồi mở ở phía sau lưng thì nó có ngăn này, mở ra thì như vậy ha, nó màu nâu đậm cho nên là cái này các chị mình hơi lớn tuổi chút xíu mình xài cũng rất là đẹp nha anh chị. Rồi như vậy ha, mở ra thì nó sẽ là bên trong mới là lót da. Cái da này nè, khi mà mình sờ sờ vô mình cảm thấy nó hơi hơi dính dính á, kiểu như là để lâu quá thì nó sẽ bị giống như là nó hơi dính dính anh chị ha. Và cái này thì khi mà gửi đi giao đi cho anh chị thì em sẽ xử lý bằng cách là em bôi một lớp Vaseline mỏng lên trên thì mình sẽ không có cảm giác này nữa nha. Và em cũng muốn báo với anh chị là hiện trạng nó như vậy ha. Ví này thì dường như chưa qua sử dụng và full đà điểu hết. Ở trong ngăn nhỏ này thì nó là lót vải nha, có rất là nhiều ngăn. Cái này các chị mình đựng tiền vô tư, đựng cái điện thoại vô được luôn đó, có một cái ngăn khóa kéo như vậy. Rồi ở bên đây thì có nhiều ngăn nhỏ nhỏ như vậy nữa anh chị nha, đó mấy ngăn nhỏ nhỏ bên đây thì là lót vải hết rồi, cực kỳ đẹp anh chị ha. Và cái này thì giá nó cũng tốt thôi, giá của cái này nó là 850.000 anh chị. Chốt với em mã là ví điểu nâu, giá 850 cho cái ví này nha anh chị. Cái ví này cũng hàng mới về luôn, 850 cho cái ví đà điểu màu nâu. Cái này thì em thấy của nữ xài. Đà điểu thì em chuyến này về được cũng một ít anh chị, một số cái sản phẩm của đợt trước thì em sẽ có chương trình sale up cho anh chị mình anh chị ha, để em chỉnh cái máy quay tí xíu. Rồi đây nha anh chị, cái túi này là của đợt trước nè và em đã sẽ sale up khuyến mãi trong cái video ngày hôm nay luôn. Túi đà điểu da già khụ luôn ha, rất là đẹp và màu nâu. Các chị có thể mình xài chung nè, cái ví này với cái túi màu nâu này thì cái giống nhau. Thật ra những cái màu nâu này nó rất là dễ sử dụng để phối hợp với nhau anh chị ha, cái màu nó tựa tựa tương đồng với nhau. Độ mới của túi này rất là cao. Khóa này, cái đặc trưng của những cái hàng Nhật là cái khóa nó kiểu như vậy đó, rất là đẹp ha. Và khoen khóa thì còn vàng ươm hết luôn. Cái form của nó sẽ là form hộp như vậy, nhưng mà khi mà vận chuyển thì nó sẽ bị xẹp form một bên ha, bên đây thì nó sẽ xẹp hơn, bên đây thì nó phồng hơn. Như vậy thì mình về mình xài thời gian thì nó sẽ đều lại và nó đẹp lại bình thường thôi. Các chị mình có thể đi tiệc này kia thì mình xách tay ha, còn nếu mà mình đi xe đồ này kia thì mình đeo dây vô, mình đeo chéo để mình chạy xe. Rất là đẹp, nó cũng không phải là quá già. Size đáy của nó sẽ được có là 25, size miệng là được 21, chiều cao lên là được 20 và cái bảng đáy của nó là 12 cm. Đây là mặt trước nè, đẹp, da cực kỳ xịn sò anh chị nha. Đây mặt bên này, mặt sau này, còn cả tát luôn này. Chỗ thì lỗ chân lông nhiều, chỗ thì ít, thì tại vì là chỗ cái lưng với chỗ cái bụng này kia đó anh chị, chứ không phải là nó bị da bò đâu ha, cái đó là full da đà điểu hết. Rồi bên trong này còn cả dây, dây đây. Và cái túi này nó cũng giống như cái ví lúc nãy, thì cái phần lót lót này hiện tại thì nó không có cái ngăn lớn này, không có sao hết. Có cái ngăn nhỏ thì mình cảm giác nó hơi dính dính á, và em sẽ xử lý bằng cách là em bôi Vaseline vô cho anh chị ha, thì nó sẽ có một cái lớp màng ở bên trên thì nó không có dính, không cảm giác dính dính như vậy nữa, thì mình cứ sử dụng vô tư thôi, không vấn đề. Và cực kỳ đẹp luôn, dây còn zin như vậy luôn nè, chưa có qua sử dụng. Túi này em đang sale giá rất là tốt, là còn 1.400.000 thôi. Anh chị chốt giúp em mã là túi điểu nâu 1400. Túi điểu nâu 1400. Một số cái sản phẩm mà siêu phẩm thì giá chắc chắn là nó phải là 2 triệu mấy, 3 triệu không à. Đây, còn cái này là 1400 thì cái lỗi em có báo bên trong rồi anh chị ha. Thì mình vẫn xài được bình thường hết, không có vấn đề gì hết, nhưng mà nó không được 100% để mà mình mua tặng thôi. Rồi, cái này các chị mình mua xài giùm em nha. 1400 cho cái túi này. Túi điểu mà giá này là quá rẻ rồi đó anh chị. Em có một cái chiếc túi da cá mập. Với cái mập em chỉ có một cái này thôi và cực kỳ xịn sò luôn anh chị ha. Và rất là mong là có chị nào thích cái túi này, tại vì nó rất là đẹp, không có gì để chê hết. Và em cũng giới thiệu một vài lần rồi, và túi này thì em không có khuyến mãi, giá của nó rất là tốt rồi anh chị nha. Size là được đáy 25, miệng là 24.5
và chiều cao lên là được 17 nè, à, cái bảng đá nó là được 7 cm, cái này dính cái xốp thôi. Độ mới hoàn hảo 98-99% như chưa sử dụng nên chị. Cái vân da cá mập á, thì nó sẽ đặc trưng như vậy là nó xuống 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 như vậy ha, và ở một số cái nhà nghiên cứu thì người ta nói là cái vân này nó giống như là cái giọt nước vậy đó. Và da cá mập thì là một cái loại da độc lạ quý hiếm, là bởi vì người ta phải đánh bắt ở đại dương, ở thiên nhiên, cũng khó khăn để đánh bắt cũng như là thuộc da cái loại da này, cho nên nó là về cái độ hiếm gặp, độ độc đáo thì nó sẽ có rất là cao anh chị ha, cái nó rất là quý hiếm. Thứ hai nữa là cái da này nó không có sợ nước giống như là những cái da khác, ví dụ da bò là một cái loại da là vô cùng sợ nước luôn, mình xài da bò da thật lần này kia là mình tránh nước anh chị ha. Còn riêng cái da cá mập này bản thân nó là xuất xứ từ đại dương mà nó không có sợ nước, và người ta nói là khi mình để cái da cá mập này vô trong nước thì nó sẽ ánh cái vân lên, nó màu nó đẹp nữa. Nhưng mà cái đó là trên những cái bài nghiên cứu thôi, chứ em cũng không có để vô thử đâu anh chị nha, tại vì những cái túi này giá trị nó cao em cũng không có thử đâu. Rồi túi hiện tại của cái túi này á, thì nó sẽ là dáng xách tay như vậy và không có dây đeo. Túi này thì dành cho các chị mình, các cô mình xách như vậy, hoặc là mình hơi nhỏ con chút xíu thì mình có thể đeo vai, nhưng mà em nghĩ là xách như vậy hoặc là mình để trên cổ tay gì nè thì nó sẽ rất là đẹp và sang ha. Khóa là hai màu, mình có thể xài mặt này hoặc là mình vặn lại cái mặt này để mình xài cái màu vàng, cực kỳ đẹp xịn luôn. Bên trong là lót vải nhung anh chị nha, rất là đẹp. Đây có cái tag chứng nhận GRA ở đây nha anh chị ha, đẹp lắm. Ở bên trong thì không có gì để chơi. Lót thì là lót vải nhung luôn, rất là dễ dàng sử dụng, độ mới rất cao như vậy ha, phôm hộp. Rồi phía sau có một ngăn nữa này. Túi này á, thì giá của nó là 2.300.000, mình chốt cho em mã là túi da cá mập anh chị nha, em chỉ có một cái cá mập này thôi cho nên nó không bị nhầm đâu. 2.300.000 cho cái túi da cá mập này, mình mua tặng vô tư nha, và nó rất là có giá trị để mình mua tặng anh chị ha. Tiếp theo là em sẽ có một cái chiếc túi màu hồng da của Asanti. Asanti thì hôm nay em có về thêm một cái túi nữa. Trước tiên là em giới thiệu cái túi này anh chị nha. Túi này thì em cũng có giới thiệu một hai lần rồi, nó về đợt trước nhưng nó rất là đẹp ha. Chất liệu da bò và cái foam dán nó độc lạ. Dán này là dán đeo chéo, các chị mình có thể đeo chéo hoặc là mình đeo một bên đó. Nó nhìn nó rất là hay luôn và độc đáo lắm, chắc là không có ai có cái thứ hai đâu. Màu hồng nha anh chị. Size miệng là 30, size đáy là được khoảng 16 này, chiều cao lên đó là được 22. Phên khóa còn vàng ươm, rất là đẹp nha. Da ý, da cực kỳ xịn sò. Với cái này thì người ta làm màu hồng cho nên nó là một số cái chỗ mình nhìn thấy nó sẽ có vết sờn trắng trắng nhẹ nhẹ ha. Độ mới nó khoảng 80 mấy, 88, 89, 90%. Nó không có mới ken, nó không có phải là không có dấu vết gì hết, nhưng mà nó cũng có dấu. Nhưng mà bù lại á, thì thứ nhất là về cái chất da xịn, thứ hai thương hiệu xịn, thứ ba là về cái kiểu dáng nó rất là độc lạ luôn, cho nên là mình cũng xứng đáng để sở hữu anh chị nha. Thương hiệu Asanti này em không biết là em đọc đúng không, nhưng mình đó là em cứ đọc là Asanti đại anh chị ha, Made in Italy. Đây thương hiệu này của Ý anh chị ha, và em cũng có gặp được một hai cái sản phẩm của thương hiệu này, và hôm nay thì em cũng có được hai cái túi của thương hiệu này đó. Đầu tiên là cái này ha, khoen khóa mấy chỗ này người ta dập hiệu hết và nó vàng ươm luôn. Rồi mở ra thì như vậy, ở bên trong á thì đây có khoét cái miệng anh chị nha. Rồi ở bên trong á thì là lót da nhập hiệu luôn ha, có cái tag Made in Italy, rồi có mã code này kia luôn để đựng vô tư cả thế giới trong này. Nó rất là đẹp, dây thì các chị mình có thể tăng chỉnh bằng cách là mình đóng nút thêm này kia để mà mình đeo vừa với mình anh chị ha. Cái kiểu dáng không thể nào mà gặp cái thứ hai được đó anh chị. Túi này em đang khuyến mãi còn là 1650, anh chị chốt giùm em mã là túi Ý màu hồng nha, 1650 cho cái túi này. Giá này là giá đó có khuyến mãi tí xíu để cho các chị mình dễ mua ha, chứ giá trị của mấy cái này thì nó rất là cao, độc lạ mà. Nhưng mà thường á thì túi nữ cái giá của nó sẽ mềm hơn so với túi của các anh á. Túi của anh đi săn tìm cực kỳ khó luôn và giá nó rất là cao, nó không có nhiều anh chị, nó ít lắm. Và túi nữ thì mình có nhiều sự lựa chọn, hoặc là các chị mình thích thời trang, mình theo trend thời trang, cho nên là túi nếu mà mình túi hàng si thì mình có thể dễ mua hơn một chút anh chị ha. Nhưng mà để tìm độ mới cao hoặc là những thương hiệu lớn hoặc là những cái form dáng lạ thì nó cũng gian nan, chứ nó cũng không phải là dễ dàng anh chị ha. Rồi cái này thì 1650, mình chốt cho em mã là túi Ý màu hồng, giá là 1.650.000 anh chị nha, rất là xứng đáng để sở hữu, rất là đẹp và duyên dáng dễ thương lắm. Rồi Asanti thì em có về thêm một chiếc này màu đỏ này, mùa lễ hội rồi mình mua cái màu đỏ để mình xài anh chị nha. Em có vài
À, được 3-4 cái sản phẩm màu đỏ. Mùa Noel hoặc là mùa Tết thì các chị xài màu đỏ là quá đúng bài rồi ha. Cái này thì là phối giữa da bò và lông, và túi này thì độ mới hoàn hảo này. Độ mới nó phải là 80 98 99% luôn, rất là mới nha. Này là lông thật nha anh chị, chắc có thể là lông bò đó. Người ta nhuộm màu hồng lên ha, rồi cái phía sau thân của nó thì nó màu đỏ, dây màu đỏ luôn và phên khóa thì nó vàng ươm nha. Độ mới hoàn hảo ha, độ mới không có dấu vết gì đã sử dụng hết, dường như chưa có qua sử dụng. Rồi. Túi này đẹp. Bên trong mới là lót lót vải nha anh chị, có cái người ta có tag này, Made in Italy, chứng nhận là Genuine Leather. Ồ, vậy là em nhớ nhầm rồi, cái này nó không phải là hiệu Icenti anh chị ha, nó cái hiệu gì khác nè, Macho gì đó. Đây, nhưng mà nó cũng là hàng hiệu của Italy anh chị ha. Vậy thì còn một cái Icenti nữa, tí xíu thì em sẽ giới thiệu cho anh chị sau nha, em vì nhớ nhầm. Cái này cũng là hàng hiệu của Italy luôn, cũng rất là xịn sò. Và thường á là với giá 1 triệu 2 triệu này kia thì ở đây mình không mình rất là khó để mua được một chiếc túi da bò xịn á, đừng nói là da bò của Ý anh chị ha. Đa phần mình ra một số cái hãng người ta bán hàng kiểu thương mại á, người ta sẽ bán da tổng hợp, da BU là nhiều ha, còn da bò thì ít, hoặc là cái da bò đó mình cũng giá trị nó không cao bằng những cái này, tại vì những cái này là hàng của Italy, cái chất lượng nó cao hơn, nhà kiểu dáng nó độc lạ hơn này kia. Thì nếu mà anh chị nào mình thích mình có thể mua cái này ha. Kích thước của cái túi này á, thì cái đáy nó sẽ được là 27 nè, cái miệng là được 20, chiều cao lên là được 18, và cái đáy là được cái bảng đáy là được 13 cm, còn full dây đầy đủ hết anh chị nha. Này, túi mình chốt cho em mã là túi lông của Ý nha, túi lông của Ý, túi này giá là 1850, anh chị chốt cho em mã là túi lông của Ý giá 1850 cho cái túi này nha anh chị. Đẹp, và cái foam nó cũng là cái foam hộp luôn, ví dụ mình không có gắn dây vô thì mình xách như vậy nó cũng đẹp nha, đi làm đi chơi Tết hay là đi tiệc gì cũng được luôn, và độc lạ anh chị nha, mình mua làm quà vô tư ha, tại vì cái này nó rất là mới nha anh chị, nó không có bị cũ gì hết, không có dấu vết cũ gì hết. Màu đỏ thì em còn cái Engaro thì hôm qua hôm kia thì em có giới thiệu này, cái này thì còn full hộp, nó dạng clutch nơi cầm tay màu đỏ nha anh chị. Giá của nó là 950.000 đấy, full da bò, độ mới là khoảng 93% da bò ha, hàng hiệu của Paris. Rất là đẹp. Rồi, kích thước của cái clutch này, clutch thì đa phần nó sẽ như vậy thôi, 25 nhân với lại 17 và nhân với cái đáy là được 7 cm. Thấy như vậy á, chứ mình để được rất là nhiều đồ ha, để cái điện thoại này, cục sạc dự phòng, rồi mỹ phẩm này kia, đồ cá nhân vô tư hết luôn, để được rất là nhiều đồ và rất là tiện, mình cầm như vậy thôi, cực kỳ xịn sò và tiện lợi anh chị nha. Rồi bên trong á thì là lót da, lót da thật luôn đó anh chị, độ mới rất cao, còn cả hộp nhưng mà không phải là mới ken ha, nhưng mà độ mới còn rất là cao luôn, giá 950. Anh chị chốt cho em mã là túi cầm tay màu đỏ nha, giá 950. Màu đỏ thì cho nên là em nghĩ là các chị nó phù hợp, còn các anh thì màu đỏ này không rất là khó xài ha. Màu đỏ thì em còn một cái túi nữa mà cái màu đỏ này nó đậm hơn, túi này cũng của Italy luôn. Cái màu bên ngoài nó đẹp nha anh chị, tại vì ở đây em bị dội cái đèn vô đó, chị sẽ thấy nó không được đẹp bằng bên ngoài đâu, nó sẫm hơn bên ngoài chút xíu ha. Rồi cái này á, thì foam hến cực kỳ sang luôn, và đây là một cái foam dán quyền thoại anh chị ha. Trong tủ túi thì chị nào cũng phải nên có một cái chiếc túi foam hến này, nếu mà mình đi làm công sở á, thì càng cần thêm hơn nữa. Túi này cái foam nó to, mình đi làm công sở vô tư hoặc là mình đi công việc rất là thuận tiện nha. Size đáy là được khoảng 32, chiều cao lên là khoảng 25 26 này, và cái bảng đáy nó khoảng 15. Cái này thì cũng mới ken từng đường kim mũi chỉ rất là xịn sò ha. Đây là cái đá này, cực kỳ đẹp nha anh chị, da bò xịn mịn luôn. Khoen khóa thì là màu trắng bạc ha. Rồi tên từng khoen khóa người ta nhập hiệu là cái hiệu nó là Nico Martelli. Rồi cái này thì nó có dây, rồi mới cao, dường như chưa có ai sử dụng đâu. Có cả dây đeo nha anh chị, dây này là dây đeo chéo ha, dây đeo chéo còn trắng tươi. Ở bên trong thì là có cái tag hiệu Nico Martelli, Made in Italy, có một ngăn lớn, một ngăn khóa kéo nhỏ. Ở bên đây có một ngăn khóa kéo nữa nè. Rồi và có hai cái ngăn nhỏ ở đây. Do là cái dây người ta để vô đó anh chị, cho nên là ở dưới đây anh chị thấy có một vài cái vết cứng trên da.
À, lót da đó nó hơi cấn nhẹ thôi chứ nó không có bị rách nha, hơi cấn nhẹ thôi, và cái đó thì cũng không có thành vấn đề đâu anh chị ơi, mình vẫn có thể mua tặng cho người thân mình được ha, hoặc là cái kia mình xài thì mình mua túi này mình xài vô tư không có sao hết, tại nó bên trong thôi mà, cũng không có ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu. Rồi giá của cái túi này nó sẽ là 1750, anh chị chốt giùm em mã là túi hến Ý, giá 1750 anh chị nha. 1750 cho cái túi hến này cực kỳ đẹp, màu đỏ đô. Đỏ này thì nó hơi nó sẽ nhu hơn so với cái hai cái màu đỏ nãy giờ em giới thiệu ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi form dáng rất là lạ này, túi này mới về luôn, hàng cực kỳ xịn sò nha, cái dáng rất là dễ thương, màu của nó là màu nâu, à màu xanh đen anh chị nha, và nó kiểu như vậy đấy, cái kiểu trên hình chiều cao lên đó là được 22, cái bụng mới là được khoảng 18 này, và cái bảng của nó sẽ được là 7, chất liệu là da bò, chỗ này là da đan luôn đó nha anh chị, chỗ này là da người ta đan và chỗ này là cái miếng da nè, và do cái da bản thân nó vậy chứ không phải nó bị cũ đâu nha anh chị, túi này nó còn mới nha, chưa có qua sử dụng và còn cả tát luôn, và do cái này là cái miếng da nó mềm thôi chứ không phải là nó bị cũ ha. Nhờ cái túi này thì vô cùng độc đáo và chắc có 102 rồi, cái kiểu dáng rất là hay. À, còn cả tag nha anh chị, cái này là của thương hiệu Lancetti của Italy, và cái tag ở bên Nhật người ta bán là 49.000 yên lần đó anh chị, cũng khoảng 10 triệu anh chị ơi, mỗi túi như vậy người ta bán 10 triệu ở bên Nhật đó anh chị, cũng rất là dữ dội anh chị ha, tại cái hiệu của nó là hiệu của Italy và cái form dáng nó độc lạ, và cái dây này là cái dây mảnh nha. À, dây này á, thì nếu mà các chị mình muốn tăng đưa đó thì mình có thể cột lại như vậy ha, chứ mình không có cái chỗ để tăng đưa, mà người ta có chỉ trên mạng, người ta có chỉ một số cách để mình cột cái dây này rất là đẹp luôn, các chị có thể tham khảo thêm ha. Rồi mở ra thì bên như vậy đó, mình mở cái nút như vậy nha anh chị, ở bên trong á, thì bên trong lót vải có cái tag là mắt có cái tag là Lancetti anh chị ha, thương hiệu này là của Italy, có một cái ngăn nhỏ nữa anh chị nha. Rồi cái này thì đừng vừa điện thoại đó, điện thoại mình để đứng là vừa, ví tiền cũng vừa luôn, nhỏ gọn, đi chơi Tết vô tư hoặc là mua làm quà tặng vô tư anh chị ha, hàng rất có giá trị nha, và giá của nó sẽ là 1680, anh chị chốt giùm em mã là túi da đen của Ý, giá 1680. Túi da đen thì em sẽ có hai cái, một cái này là của Ý ha, và nó đen nhỏ nhỏ như vậy, một cái nữa của Nhật, của Dakota đó, túi da đen của Nhật thì em cũng còn đây, chị nào mà đang thích da đen mà chất chất thì mình chốt cái này, cái này thì giá nó mềm hơn, giá này là 1,1 triệu anh chị, của thương hiệu Dakota, nhìn vô là thấy cái định danh liền anh chị ha, thương hiệu này người ta sẽ làm cái mẫu như vậy, mẫu da đen miếng, da miếng đen như vậy anh chị, rất là chất, và cái này độ mới cao, độ mới dường như chưa có ai sử dụng đâu, rất là mới đẹp ha, màu nâu bò cực kỳ đẹp luôn, này ra nắng nó còn đẹp dữ nè, size là 33 nhân với lại 23 nhân với lại 8 cm, có hai dây, một dây là mình có thể xách tay đeo vai, và một dây này thì mình có thể đeo chéo và tăng đưa anh chị nha, dây này dây nguyên bản luôn và độ mới cực kỳ cao nha, độ mới là phải trên 92 93%, rất là mới và rất là chất, cái này giá của nó rất là tốt nha anh chị, giá của nó là 1,100,000, anh chị chốt cho em mã là túi da đen của Nhật, giá 1,100,000 cho cái túi Dakota, đây Dakota này anh chị ha. Đây. Ở Nhật thì người ta có một số cái thương hiệu túi cũng rất là đình đám luôn, thương hiệu thời trang đình đám, túi xách của họ cũng rất là hay, Dakota này, Kitamura này, rồi Takeo này, nhiều thương hiệu anh chị ha, nhiều thương hiệu rất là nổi tiếng. Túi này có 1,1 triệu à, để chị mình thích thì mình thay chốt, cái này rất là chất nha, mình đi làm vô tư, đi chơi vô tư luôn. Da đen thì em chỉ còn có hai cái đó thôi. Em có một chiếc túi này rất là xinh, túi này mới về luôn, túi này thì da bò dập vân cá sấu nha, nhìn y chang như cá sấu thật luôn anh chị, và bóng lưỡng luôn, vân cá sấu bóng kính luôn. Đây nè, cái này mới là Isanti nè anh chị, cùng hiệu với cái túi màu hồng đó, và cái form này là form trống, tự nó đứng form vậy, form trống tròn nhỏ, trống này thì không phải trống du lịch ha, trống này thì mình đi làm công sở hoặc là mình đi công việc gì đó thì mình đựng đồ cá nhân, ok, đựng được rất là nhiều, còn không thì nếu mà mấy chị muốn đựng đồ thì chắc đựng được tầm một bộ thôi à, không có nhiều tại vì nó nhỏ à, nó không có bự anh chị ha. Isanti của Italy, rồi có miếng tách da ở đây ha, có cái tag Isanti ở đây, và túi nó bóng loáng như vậy nên chị rất đẹp nha, màu nâu cánh gián rất là đẹp luôn, đẹp lắm luôn anh chị, nhìn sơ tưởng cá sấu thiệt không, size là 25 nhân với lại 20 và nhân với cái đáy nó sẽ được là 20, khoen khóa thì còn vàng ha, độ mới cao, rồi khóa thì mình kéo như vậy.
trong thì lót và lót da nhập hiệu anh chị nha, có cái tag Icenti Made in Italy, có mã code luôn. Nó có một ngăn lớn như vậy và một ngăn khóa kéo nhỏ. Đây bên trong là mình kéo lên là nó xuống tới đây luôn nè anh chị. Nhìn đi trang có xấu thật anh chị ha, nhưng mà nó không phải nha, không phải cái xấu thật. Nó dập vân rất đẹp luôn. Túi này thì cực kỳ đẹp và chất và lạ, nhưng mà nó có một cái chỗ này. Này. Chị nhìn kỹ ha. À, tại vì nó bóng mà mình khó nhìn thấy lắm. Nhưng mà khi mình soi kỹ thì mình sẽ thấy nó có một số cái vết này, này này này. Nó bị sờn ở trên cái da là do lúc mà chắc là người ta làm rồi nó bị còn hơi ẩm ẩm rồi nó bị quẹt qua đâu đó đó anh chị. Dạng vậy đó. Đó, nhưng mà nó không có thấy rõ đâu, mình nhìn kỹ, mình soi kỹ lắm mới thấy, tại vì bản chất cái da nó bóng á, nhìn nó dội dội cho mình không có thấy rõ được. Một vài vết thôi. Đây là cái đáy này rất là đẹp nha, còn lại thì không có gì để chê. Chị nào mà thích độc lạ và mình thích cái kiểu mà vintage cổ điển như vậy thì mình chốt cái này nha. Giá nó cũng rất là tốt luôn, giá nó là 1780. Anh chị giúp em mã là túi vân xấu của Ý, giá 1780 cho cái túi này. Cũng là một dạng siêu phẩm rồi đó anh chị, mà da bò ha, 1780 rất là độc đáo luôn. Dán này xách tay không có dây đeo nha anh chị. Rồi em có một cái túi của Anna Klein của New York. Túi này thì da bò dập vân, phần này là vân voi, da bò dập vân voi anh chị nha. Độ mới nó khoảng 90-92%, mua xài vô tư. Và thương hiệu này cũng rất là đắt đỏ anh chị nha. Size là 30 nhân với lại 20 và nhân với cái đáy là được 10. Cái màu nó sáng nhưng mà nó không có bị dơ chỗ nào hết, anh chị yên tâm sử dụng ha. Cực kỳ đẹp. Đây này, cái này thì dính bụi thôi chứ không phải là bị sờn da hay là bị đậm màu da gì hết anh chị nha. Dập vân voi rất là giống da voi như vậy nè anh chị, dập vân cũng rất là kỹ nha. Rồi mình có thể xách như vậy hoặc là mình gắn dây vô mình đeo. Bên trong thì lót vải rồi, không có gì để chê hết, có nhiều ngăn. Đây dây đây. Rồi cái giá của cái túi này nó sẽ là 1680. Chốt giùm em mã là túi màu xanh da trời, giá 1680 hàng hiệu đây anh chị. Chỗ này nó có sờn nhẹ ha, nhưng mà khi mà mình để gì không có thấy, tại vì nó ngay chỗ cái bo này nè, nó ánh sáng lên thì mình không có để ý kỹ đâu. Rồi Anna Klein đẹp lắm anh chị nha, 1680 cho túi này còn cả dây luôn. Em có một cái chương trình sale cho cái túi này đẹp quá trời đẹp luôn, nhưng mà khách hỏi rất là nhiều, rồi rốt cuộc thì em vẫn còn ha. Túi này độc đáo lắm, ít gặp lắm đó anh chị, đẹp mà màu đen nha, hàng hiệu của Italy luôn. Cái hiệu của nó là hiệu Marino Olandi, Made in Italy nha anh chị. Túi này thì các chị có thể sờ thử cái hiệu, tại vì cái hiệu này người ta có ở còn on web nha. Và một chiếc túi của nó rất là đắt đỏ, tính ra nó cũng khoảng 20-30 triệu gì đó anh chị, không hề rẻ đâu. Và cái foam này thì nó full da như vậy luôn. Thì đầu tiên là mình không có gặp được ở ở đây, mình chắc không có mua được cái thương hiệu nào mà người ta làm cái kiểu như vậy. Thứ hai nữa là độ mới nó còn rất là cao, độ mới nó phải trên 90-92%. Khoen khóa thì nó còn rất là đẹp nha. Hàng không phải là full box full hộp nhưng mà rất là mới và cực kỳ chất luôn. Da của Ý người ta làm màu đen, chúng ta không làm màu nâu nhưng mà nó rất là chất xịn ha. Rồi chiều cao lên á, là được 24 nè, bề ngang á, là được 22 và cái bảng đáy nó khoảng 15. Túi này thì hai cái ngăn này là nó thông với nhau nha, là cái ngăn chính bên trong. Lót thì sạch đẹp, lót da. Rồi cái ngăn này á, thì mình mở hai bên nó giống nhau vậy nè, mình mở một ngăn nhỏ này mình đựng đồ nè. Rồi cái này đây, rồi ở bên kia y chang đó, bên này y chang luôn. Túi này thì mình có thể làm như vậy nè anh chị, mình đeo đeo nó rất là thời trang ha, nhìn nó độc lạ vô cùng luôn, không có giống những cái người khác đâu, không có đụng hàng với ai đâu. Quá đẹp, nhưng nó không phải ba lô nha, nó kiểu đeo như vậy đó, kiểu như vậy đó. Và giá khuyến mãi, rất khuyến mãi trong hôm nay, đó là 1750 anh chị ha. Anh chị chốt cho em mã là túi da Ý 1750, hoặc là mình chụp giùm em màn hình nha. Đây đây, nó nét là đẹp đẹp rồi đó, 1750 cho cái túi này, quá trời xuất sắc luôn mà nó chưa có duyên với ai. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một chiếc đà điểu đeo vai. Cái này độ mới siêu cao và cái kiểu nó không có bị già. Chị nào mà mình hơi trẻ trẻ ngoài 30 mấy 40 thì mình vẫn có thể xài mẫu này được luôn, và từ đó trở đi thì cái tuổi nào mình cũng xài được hết anh chị nha. Các cô mình lớn tuổi chút xíu mình vẫn xài được mẫu này ha, mình không có ngại nó bị trẻ đâu. Đà điểu thì là một cái loại da độc lạ và thường là người ta sẽ hướng đến khách hàng hơi lớn tuổi á, cho nên là ít, rất là ít gặp những cái sản phẩm mà phơm trẻ nha anh chị. Size ngang là được 32 nhân với 18 chiều cao đó, và vân cái bảng đá là được 7 cm, có tag chứng nhận GRA đây. Rồi bên trong đó là lót nhung có chứng nhận GRA luôn.
Đây có cái cuốn sổ Jira luôn này. Nói chung là đẹp. Mình xách tay nha anh chị, xách tay hoặc là mình đeo vai, đẹp lắm. Đây mình đeo vai lên như vậy. Đấy, da già khủ như vậy luôn anh chị nha. Đây. Túi này thì giá của nó sẽ là 2 triệu 8 anh chị. 2 triệu 800 ngàn. Túi đeo vai điểu đen giá 2 triệu 800 ngàn, mới cứng nha. Mới như chưa sử dụng. Mua làm quà vô tư. 2 triệu 8 cho cái túi này. Có chứng nhận GRA. GRA là chứng nhận cho mình yên tâm, đó là cái da này người ta đã đạt chuẩn rồi anh chị ha, không có bị non, không có bị xấu, không có bị lỗi gì hết, thì người ta mới mới có được cái tác chứng nhận này. Rồi 2 triệu 8 anh chị cho cái túi điểu đen này nha. Rồi túi điểu thì em còn một cái mẫu này, mẫu này là phơm hộp xịn sò vô cùng luôn anh chị nha, phơm hộp. Và cái túi này thì nó không có vấn đề gì hết, cho nên là giá nó cũng tầm 2 triệu mấy anh chị, mình mua làm quà tặng vô tư ha. Kích thước đáy thì nó sẽ được là 23, chiều cao lên kích thước miệng là 20, cái bảng đáy nó là được 20, và cái không em đo lại nha. Này, đáy là được 23, miệng là được 20, cao là được 21 nè, và cái bảng đáy là 10 cm ha. Cái này người ta không có phối với da da bò đâu, người ta làm bằng da đà điểu luôn nha. Hai bên và cái đáy đều là da đà điểu hết luôn, và da già khủ như này. Từng cái lỗ chân lông nó to như vậy luôn anh chị, rất là đẹp ha. Khóa thì đề mi hai màu chứ không phải bị sờn nha, màu vàng với màu trắng. Rồi có dây đeo, rồi để xem bên trong nha. Đây là cái dây đeo, bên trong thì lót da, có chứng nhận da đà điểu này và có hiệu luôn, Beverly gì đó, hàng đẹp nha anh chị. Cái phơm này nó cũng rất là dễ sử dụng nè, các chị mình xài hai kiểu ha, một là mình xách tay, hai là mình đeo dây, dây là dây đà điểu luôn. Túi này cực kỳ đẹp luôn và giá của nó sẽ là 2 triệu 8 luôn đó anh chị. Mình chốt cho em mã là túi điểu nâu hiệu ha, 2 triệu 8. VIP á, thì mình lấy cái này, và mình mua tặng thì mình lấy cái này, và mình mua xài thì mình lấy cái hồi đầu video là đẹp rồi đó anh chị, có 1 triệu mấy thôi. Giá đang sale rất tốt luôn. Còn này thì nó 2 triệu 8 nha anh chị. Túi này mới về. Đây nó đẹp như vậy thôi nè. Quá trời xuất sắc. Từ phơm dán cho đến chất liệu da cho đến từng khoen khóa luôn. Giá 2 triệu 800 ngàn anh chị ha, cho cái túi đà điểu này. Em có một cái túi đà điểu màu xanh. Túi này á, thì hôm trước em có quấn cái khăn để em chụp hình cho các chị xem đó. Tức nghĩa là ở trên cái quai này nè, nó có bị đậm màu. Nên chị nha, nó đậm màu là do cái đà điểu là một cái loại da nó tiết dầu. Cho nên nó là một số cái sản phẩm nếu mà cái màu đen thì mình không thấy, còn nếu mà màu sáng thì nhiều khi chưa qua sử dụng luôn nhưng mà nó vẫn có bị tiết dầu, và cái này là một cái trường hợp như vậy anh chị ha. Nó tiết dầu như vậy là nó đen, nó đậm màu, những cái chỗ này nó có chỗ này đậm màu nhất thôi, còn lại thì nó rất là đẹp. Và nãy giờ trong tất cả những cái túi nãy giờ thì túi này nó nặng tay nhất luôn anh chị, nó rất là xịn nha, không có dởm đâu, chỉ có bị đậm màu chỗ cái da này thôi, còn lại thì mới ken ha. Và cái màu của nó là màu xi măng, rất là ít gặp, màu sáng mà màu xi măng rất là đẹp, form đẹp luôn. Size là 31 nè, nhân với lại 22, nhân với cái bảng đáy là được 15. Khoen khóa vàng ươm anh chị ha. Cái này có dây đeo, cái này các anh mua tặng được anh chị nha. Anh các anh mua tặng cho các chị đi, về các chị chỉ cần quấn cái khăn vô thôi nó quá đẹp rồi. Và cái túi này nó rất là có giá trị anh chị ha. Còn dây zin là dây là da bò đấy, bên trong là lót nhung luôn, đẹp cực kỳ đẹp. Đây cái lót rất là đẹp luôn, túi này đi làm công sở vô tư, đi tiệc được hoặc là đi công việc được luôn, đẹp và rộng và đựng cả thế giới trong này. Đây là mặt sau, còn đây là cái đáy nè, mặt bên. Nói chung là quá đẹp cho cái túi này, và tôi chỉ có cái điểm trừ chỗ này thôi, và cái chỗ này do nó là cái quai cho nên là mình xử lý được bằng cách là mình quấn cái khăn vô anh chị nha, hoặc là không mình cứ để vậy thôi mình xài không sao hết trơn, cũng rất đẹp vô tư thôi. Và giá bán của nó sẽ hôm nay nó sẽ là còn là 1 triệu 900 ngàn anh chị ha, 1900 cho cái túi này. Túi này mà nó không có vấn đề đó là giá nó chắc cũng khoảng 2 triệu 9 anh chị. Nó cao nha, cái chất lượng của nằm ở đó đó anh chị, chứ không phải là nó 1 triệu mấy đâu ha. Rồi, và hy vọng là sẽ có anh hoặc chị nào thích cái túi này nha anh chị, tại nó quá đẹp và quá xịn. Rồi, và cái sản phẩm cuối cùng đi của video này thì em sẽ có một cái chiếc túi mới về, đó là túi bầm ngựa. Đấy, túi bằng ngựa màu đen, phơm cớp doctor, và cái phơm nó rất là dễ sử dụng chứ không phải bị to nha. Đây là bơm ngựa phối da, cái da thì nó
À, thì em cảm quan thì em thấy nó giống da bò đó, nhưng mà ở trong người ta có một cái tag đó, người ta ghi là lông ngựa phối với lại da ngựa, thì em chỉ báo là da thật thôi anh chị nha. Và cái này nó full mới như vậy, mới còn chưa qua sử dụng, chưa tháo siêu gì hết luôn, và trên cái mặt của cái bờm nó không bị vấn đề gì hết luôn nha, không có bị vấn đề gì hết, không có xước chỗ nào hết, còn còn ổ chìa đầy đủ hết luôn. Kích thước của nó thì nó sẽ được có là size đáy là 28 này, size miệng nó là 27, chiều cao lên là được 22, và cái bảng đáy của nó sẽ được 11 cm nha, vàng ươm như vậy anh chị. Và cái hình cái con ngựa nó bay lên đó, và người ta gọi cái biểu tượng này là lucky ho, đó là cái con ngựa may mắn anh chị ha. Và đây cũng là một cái dòng sản phẩm mà rất là đặc biệt, cái lịch sử của nó đặc biệt nha. Hiệu cái này là hàng hiệu Rovenzano, cái hiệu này nó có ở một số cái nơi như vậy đấy. Và riêng cái túi này á, thì nó được made in China anh chị nha, made in China chứ không phải made in Italy nha, anh chị lưu ý giùm em. Và chất lượng nó rất là cao ha. Và cái tag này người ta ghi là gì, người ta ghi á, là một cái chiếc túi chứng nhận nó là da ngựa, lông ngựa gì đó nha anh chị. Và bên trong này á, thì người ta có một cái dòng người ta ghi đó là cái phiên bản giới hạn dành cho hoàng gia anh chị ha. Thì cái tag này người ta ghi sao thì em dịch là y như vậy và em giới thiệu cho anh chị thôi anh chị ha. Và em cũng không có bán hàng giới hạn gì hết, em chỉ bán một cái túi bờm ngựa đẹp cho anh chị xài thôi. Tết này thì mình xài bờm ngựa đi, nó vẫn bườm xuôi gió này kia anh chị ha. Hoặc là kể cả mình không có tin phong thủy gì hết thì mình xài một cái túi xịn đẹp như vậy cũng rất là phù hợp rồi. Có cả dây nha anh chị, có dây đeo. Rồi cái này xách tay cũng đẹp thôi, khỏi cần đeo dây. Bên trong là lót vải sạch đẹp ha. Phía dưới đó, phía dưới cùng thì có một cái tag vải người ta ghi đó là Made in China đó. Đâu mất rồi, nãy em có thấy đó, nhưng mà nói chung là em có đọc được rồi ha, cho nên em báo anh chị luôn. Rồi nó có cái đồ đây, móc khóa nha, có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ linh tinh để mình đựng đồ. Cái hiệu này người ta có website đó anh chị, mình có thể sạch thử nha. Còn lại thì rất là mới, và khi mà mình sờ trên cái da thì nó không có bị xước xát gì hết nha anh chị, rất là đẹp, mới, độ mới phải trên 98-99%. Đó, nó chỉ có một cái là nó mắc in China thôi, cho nên là nó hơi kén khách thôi. Anh nào hoặc chị nào mà mình không có để ý cái phần đó, mình chỉ thích cái túi da đẹp đó, thì mình có thể chốt cái này ha. Còn nếu mà mình muốn da Ý, muốn made in Italy, made in Pháp rồi này kia thì mình đợi những cái túi khác. Cái nào thì nó cũng sẽ có cái giá trị của nó thôi. Cái này thì nó quá đẹp đây nè, đẹp cực kỳ luôn, không thể chê. Từng form dáng, độ mới cho đến là chất liệu luôn. Nhà cái này giá tốt nha anh chị, giá của nó sẽ là 2.850.000 thôi. Giá em chỉ bán cao hơn đà điểu có 50.000 thôi đó anh chị. 2.850.000, anh chị chốt cho em mã là túi bồng ngựa. Đấy, túi bồng ngựa anh chị ha. Tại vì thường là sẽ có rất là nhiều anh chị ngại cái chỗ made in China, cho nên là giá tốt luôn. Rồi, anh chị nào thích thì mình chốt luôn giùm em ha. Và đây là cái sản phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Hy vọng là anh chị các bác mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và hẹn cả nhà vào tiếp tục vào những cái video tiếp theo, thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.